Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi giao lưu tác giả tác phẩm và nhân chứng lịch sử nhân dịp ra mắt bộ sách chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. 40 năm sau ngày đất nước thống nhất, những người lính, những thanh niên với ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ ngày ấy nên đã trở thành những người ông, người bà, đã có dịp gặp lại nhau. Thời gian và tuổi tác đều đã thay đổi, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết vẫn lan tỏa trong tim họ bằng những câu chuyện về những năm tháng đấu tranh ác liệt về độc lập tự do của Tổ quốc. Ở tuổi đôi mươi, họ là những người lính, là học sinh, là công nhân. Tất cả đều cống hiến hết mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những câu chuyện qua lời kể của họ hiện lên sống động, làm cho lớp thanh niên hôm nay hiểu thêm về những năm tháng hào hùng của cha anh. Những kỷ niệm ấy còn được tái hiện trong bộ sách của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, phát hành đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong bộ sách mà kỷ niệm này, nó toát lên tất cả là cái tinh thần chiến thắng của ngày 30 tháng 4. Về đặc biệt là những câu chuyện về đặc công rồi và lịch sử của Đảng bộ nhân dân thành phố. Riêng đối với tôi thì tôi là một người nhà văn, một nhà báo sống ở vùng đất ở trên thành phố Hồ Chí Minh, thì có cái niềm thôi thúc là muốn viết một quyển để mà như là tri ân đối với vùng đất này trong cái dịp đại lễ 40 năm. Và tôi đã chọn cái thứ tức là âm vang bản hùng ca 30 tháng 4, giống như là một cái thời gian có lùi xa nữa thì cái mốc son lịch sử này nó vẫn còn chói lọi, nó sẽ vẫn còn rực rỡ, bởi vì nó là bước ngoặt để cho đất nước ta được thống nhất nước. Những cái trận đánh ở trong nội thành, những cái năm tháng đó phải nói địch nó ruồng bổ rất ác liệt, mà những cái trận đánh của tôi là nhằm ngày kỷ niệm ngày Bác mất và ngày sinh nhật của Bác, thành ra là quyết tâm phải thực hiện cho kỳ được những cái trận đánh đó. Sau khi mà gần 40 năm thì các đồng chí mới tổng hợp mà viết thành bài vở, thì tôi thấy đây là một cái phấn khởi để lại cho một cái thành tích nào đó, nho nhỏ nào đó để cho tầng lớp trẻ sau này, và phù hợp với là cái ngày giải phóng 30 tháng 4 thì chúng tôi rất là phấn khởi là được hưởng những thanh bình. Bộ sách do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành trong dịp này gồm 5 cuốn: Lịch sử Trung đoàn 10, Rừng sát Anh hùng 1966-2014, Lịch sử Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh 1945-2013, Âm vang bản hùng ca 30 tháng 4, Lịch sử Lực lượng Biệt động Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định 1945-1975, Trung tướng Lê Nam Phong Cuộc đời và Chiến trận. Trong không khí cả nước đang tưng bừng hướng về ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, những buổi gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu cùng với những tác phẩm có ý nghĩa này sẽ là những tư liệu giúp các thế hệ hôm nay hiểu thêm về chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.